Mẹ sóc lên hỏi mình chị có thể cho em xin các loại chị bổ sung cho bé nhà chị được không ạ? À? Các cái lọ chị đã hết cái kia rồi, để chị xem có lọ mới. Chị hay kiểu giữ chữ lọ mới á. Hôm trước dọn đồ vào kia rồi nên đang không để trong tủ, nên là bây giờ lục ra thì nó sẽ hết mất cái thời gian lai. Nhưng nếu mà chị nói nhá, chị nói là dễ nhá, chị vẫn duy trì D3K2. D3K2 chị đang dùng là của Ozokit và chị dùng mỗi loại 4 giọt. Thực tế là D3 chị dùng cho cá nhà chị lúc nào nó cũng sẽ tăng hơn một chút so với cái ngưỡng liều là 400 IU đấy em. Tức là từ bé chị đã dùng cho cá liều 600 đến 800 rồi. Tiếp đến là chị có dùng DHA duy trì. Là hết ba thứ rồi đúng không? D3, K2, DHA, sắt chị vẫn đang dùng tại vì dùng mãi chết một lọ. Còn gì nhá? Vitamin tổng hợp chị đang dùng Coronavit Baby. Đấy, có 5 loại đấy. Thường thì chị cũng cố gắng hạn chế tại vì bà ông bà ở nhà cho uống mà mình cũng muốn là kiểu giảm số lượng đi một chút á, thì chị sẽ gọi là thay đổi. Thì thôi hết lượt đấy đi, chắc chị sẽ quay lại bổ sung cho bé, tức là hết cái vitamin tổng hợp và DHA chị sẽ ngừng hai cái đấy một chút, chị quay lại có thể bổ sung kẽm một lần nhỏ và men vi sinh 1 đến 2 lọ cho cá. Còn D3K2 chị sẽ vẫn duy trì là chắc chắn rồi.